Chuyển sang một thông tin đáng chú ý khác, thưa quý vị. Mới đây, thông tin từ Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Petro Việt Nam cho biết, đến thời điểm hiện tại, toàn tập đoàn đã về đích trước kế hoạch, cũng như tất cả các chỉ tiêu tài chính và sản lượng khai thác dầu khí của năm 2022. Cụ thể, tổng doanh thu toàn tập đoàn hoàn thành kế hoạch cả năm trước 4 tháng, thực hiện 10 tháng đạt 782.000 tỷ đồng, vượt 40% kế hoạch cả năm và tăng 56% so với cùng kỳ năm 2021. Nộp ngân sách nhà nước toàn tập đoàn hoàn thành kế hoạch cả năm trước 6 tháng, thực hiện 10 tháng đạt 112,2 nghìn tỷ đồng, vượt 74% kế hoạch cả năm. Khai thác dầu trong nước thực hiện 10 tháng đạt 7,48 triệu tấn, vượt 6% kế hoạch năm và tiệm cận mức thực hiện cùng kỳ năm 2021 bằng 99,2%, 7,54 triệu tấn. Đây là thành tích nổi bật nhất của Petro Việt Nam trong nhiều năm qua, bởi hệ số suy giảm sản lượng dầu trong nước giai đoạn 2016-2020 ở mức 11% trên một năm, năm 2021 là 5,7%. Dự kiến tập đoàn sẽ đưa ra công trình giàn RCRB1 vào khai thác từ cuối tháng 11 đầu tháng 12 tới. Như vậy, cả năm 2022, toàn tập đoàn sẽ đưa 5 mỏ, 5 công trình dầu khí mới vào khai thác, nhiều hơn một công trình so với kế hoạch của năm. Petro Việt Nam đã đăng ký với chính phủ cũng như các bộ ngành.